Địa trường Bến Tre xin kính chào bà con và kính chúc bà con một buổi sáng an lành, hạnh phúc và chúc bà con may mắn phát tài trong ngày mùng 10 tháng 3, ngày vía ông địa. Thì hôm nay Địa trường Bến Tre có dịp đi ngang qua cồn Thới Sơn và thấy có một số cái quầy bán cái trái dừa nước. Thì nhân đây Địa trường Bến Tre cũng muốn chia sẻ cho bà con một số cái kinh nghiệm cũng như là cái công dụng về cái loại cây đặc hữu của vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng như là dài từ dải đất miền Trung cho tới miền Nam của Việt Nam chúng ta, vùng nào có đất ngập nước thì có thể trồng được cây này ạ. Và loại cây này vốn là cây tự nhiên nha cả nhà, và khi mà trái của nó già một buồn như vậy, nó có 40-50 trái là nó già, nó sẽ rụng xuống, và nó rụng xuống nó trôi nổi theo một con nước đó. Trái nó già nó sẽ có màu đen như thế, và nó rụng xuống thì bắt đầu là nó sẽ mọc lên thành cây con, và người ta sẽ nhặt những cái trái cây này và người ta trồng vào đất của người ta để chống sạt lở, xói mòn. Đó là công dụng đầu tiên. Tiếp theo nữa là cái công dụng thứ hai, đó là người ta dùng cái lá nó để người ta lợp nhà, lợp mái nhà. Thì cái lá này á là nó sẽ lợp khoảng được 3 đến 5 năm thì chúng ta sẽ thay lá một lần. Còn nếu mà mình lợp dày thì chúng ta có thể lợp được 7 đến 5 nếu mà không có chuột lên đến đó nó ở. Rồi thì cái lá này á là chỉ là cái phần lá thôi nha, mình không có thấy cái phần thân của cây. Cái phần thân của cây là nó nằm sâu trong đất và nó chống sạt lở, xói mòn cho bà con, cho nên bà con trồng là cái công dụng thứ hai. Cái công dụng thứ ba của nó là cái phần bẹ của cây dừa, là các em nhỏ, thậm chí thế hệ chúng tôi ngày xưa chưa có cái áo phao thì chúng tôi dùng cái bẹ này để chúng ta nằm lên đó, chúng ta tập bơi, tập lội thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta nổi lên. Rồi hôm nay thì Miệt Vườn Bến Tre sẽ chia sẻ cho bà con cái công dụng có thể nói là rất là thân thuộc của mình, đó là cái phần trái dừa mình có thể ăn được nha cả nhà. Cái phần trái dừa này khi mà chúng ta thấy cái buồn dừa nó hơi già già, nó hơi cung cung ra, nó có màu hơi nâu, ngã qua màu nâu nhạt á, thì người ta sẽ chẻ cái phần trái dừa này ra, người ta tách cái phần trái dừa này ra từ thành đường trái, tách khỏi buồn đó, cái buồn nó khum khum vậy đó, thì người ta sẽ chẻ ra và chúng ta sẽ lấy cái phần cùi của nó bên trong, hay còn gọi là miền Nam gọi là miệng cơm dừa. Thì cơm dừa này á là khi mà ăn tươi thì nó sẽ rất rất là khó tiêu, như vậy nó vì nó rất là mát, cho nên là người ta phải nấu sơ qua với nước đường giống như kiểu chè, nhưng mà nó nhạt hơn nha cả nhà. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ được phục vụ cùng với nước dừa mà người dân ở đây thường là người ta bán ở các cái quầy ở đây. Nếu mà bạn là người mới đến vùng này thì bạn nên dùng thử, nhưng dùng một ít thôi. Còn nếu mà bạn đã quen với cái không khí ở Việt Nam thì bạn nên thưởng thức một ly nước dừa để mà làm mát cho cơ thể của mình ha. Thì bạn thấy đây là trái dừa thực tế nè. Rồi cái cơm dừa là nó như vậy đây. Đó thì cái cô gái kia cổ sẽ phục vụ cho mình thưởng thức cái loại nước uống như thế này. Đó thì cái nước dừa người ta sẽ chế vào cái ly. Rồi sau đó là chúng ta sẽ là cho cái cùi dừa vào rồi cắm ống hút vào. Chúng ta vừa thưởng thức nước, chúng ta vừa ăn được cái cùi dừa ha. Thì đây là một cái đặc sản đặc hữu từ dải đất miền Trung cho tới miền Nam. Nếu có dịp nào đó bạn xuống cái vùng đồng bằng sông Cửu Long tại cồn Thới Sơn, bạn nên thử một lần cho biết. Nhưng chúng tôi khuyến cáo là các bạn không nên ăn nhiều vì chúng ta phải dùng bữa trưa nữa. Thì chúc cả nhà vui vẻ và có một cái thức ăn ngon. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ạ. Chúc cho những ai yêu nhau tình yêu càng thêm thắm mà.